Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương của nhà văn Bình Nguyên Lộc, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3. Tuần sau đó Lan Chi không đến, Quý chờ mãi rồi đâm lo. Bậy thật, chàng nghĩ có thể nàng buồn và tuyệt giao luôn cũng nên. Như thế thì thật bậc tâm chim cá, không làm sao mà đính chánh cái tinh thủ lòng của mình được. Quý sốt ruột 10 lần hơn hồi mới về Sài Gòn. Hồi ấy chàng chưa yêu nhiều và nàng còn thờ ơ. Mất nàng, bất quá chàng chỉ buồn một tháng là cùng. Giờ thì chàng cũng đã len sâu quá vào mê đạo của ái tình, không làm sao mà tìm lối ra được nữa. Đến trưa thứ sáu tuần sau đó, tức một ngày trước cái ngày cưới mà chàng đã báo với bạn, trong lúc Quý đang nằm gác tay lên trán mà tuyệt vọng thì Lan Chi gõ cửa ngoài thềm. Thường thì nàng đi thẳng vào mà không lên tiếng. Sự dè dặt hôm nay của Lan Chi khiến Quý ngỡ là khách nào ấy. Chàng uể oải ngồi dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Ồ, Lan Chi. Lan Chi buồn vô hạn, đứng nơi khung cửa hỏi bạn bằng mắt. Nhà đã có người mới chưa, em vào được chứ? Để đáp lại câu hỏi thầm lặng ấy, Quý nói lớn. Em cứ vào tự do như mọi lần đi chứ, sao lại đứng đó? Lan Chi lặng lẽ bước vào buồng khách, đặt lên bàn một bọc gói bằng giấy hồng. Nàng nói, sao không thấy trang hoàng nhà cửa? Gia quyến anh không có ai đến à? Hãy khoan tò mò về chuyện đám cưới cà rỡn đó, em cho xem quà thử coi ý nghĩa thế nào. Lan Chi lặng lẽ mở gói. Nàng làm cẩn thận lắm, khiến Quý ngỡ món quà là một món đồ bằng thủy tinh. Nhưng khi tờ giấy hồng được banh ra thì người họa sĩ trẻ tuổi này ngạc nhiên hết sức, mà thấy một món quà lạ lùng nhất mà chưa có đám cưới nào nhận được. Đó là một bộ đồ kẹp sách đứng trên bàn, gồm hai pho tượng bằng sứ nhiều màu. Đây là món quà đắt giá vì người tặng chắc chắn đã phải đặt làm riêng theo một đề tài chỉ định. Nước men lại nhuộm đến 4 màu, kể cả màu đen là màu rất hiếm trong công nghệ đồ sứ. Một pho tượng tạc hình một cô gái mặt đen ngồi trên cỏ xanh, lưng dựa vào một gốc cây cằn cỗi màu xám. Gốc cây ấy phía đỡ lưng của cô gái thì tròn, nhưng phía bên kia thì bằng mặt, để ôm sát vào hông quyển sách đứng. Pho tượng thứ nhì tạc một thanh niên Âu phục màu sô-cô-la, cũng ngồi trên cỏ xanh, dựa lưng vào gốc cây xám. Màu da của hai người đều hồng pha vàng. Trên một món đồ sứ mà nhiều màu xen lẫn với nhau như thế thì món đồ ấy rất khó thực hiện và cố nhiên phải mất tiền. Trời, sao em lại xài to như thế này? Bao nhiêu tiền cũng không xứng với kỷ niệm ngàn đời mà cả anh lẫn em đều cùng giữ. Để bộ đồ này trên bàn, anh sẽ nhớ chuyện cũ mỗi ngày, nhưng người khác không sao biết được ẩn ý giấu trong khối cao lanh nung này. Anh thích ghê món quà này, nhưng rất sốt ruột mà nhớ đến số tiền em phải xuất ra. Cũng tại anh nói láo báo hại em tốn tiền quá sức, anh ngại lắm. Lan Chi hơi hy vọng và vẻ buồn trên gương mặt của nàng tan lần. Tuy nhiên nàng vẫn chưa dám mừng vội. Quý tiếp, anh xin lỗi em đã đùa một cách dại dột. Muốn thật chắc ăn, Lan Chi hỏi, anh đùa về gì? Cái tình đám cưới ấy, tinh vịt 100%. Lan Chi tài giỏi cho đến đâu cũng không che được sự biến đổi trên mặt nàng. Quý biết rằng đó là một cô gái rất kiêu ngạo, nhưng kiêu hãnh nào cũng phải nhường bước cho một nỗi mừng to lớn, và bất ngờ nó đột ngột đến sau một tuần lễ tuyệt vọng của nàng. Quý thấy rằng hôm nay đã phải lúc cần nói ra lời những gì mà hai người đã ngầm hiểu với nhau từ lâu. Vấn đề phải được đặt ra rõ rệt, và Lan Chi phải trả lời dứt khoát, không thể kéo dài sự úp mở lâu hơn. Em Lan Chi, em đã cho anh tình bạn, anh đã đứng đắn trong tình bạn đó, nhưng em dư biết tình cảm của anh đối với em khác. Từ bấy lâu nay em đã đoan trang mà dè dặt một cách chánh đáng, nhưng nay anh xin quyết em, anh van nài em cho anh biết rõ tình cảm của em đối với anh thuộc loại nào. Thì đã rõ như ban ngày, ta là bạn với nhau. Cố nhiên là như vậy, nhưng anh đinh ninh rằng tình bạn giữa đôi ta chỉ là cái phòng chờ,
để ta đứng đó mà đợi, hầu bước vào một thế giới khác. Tình bạn không đủ cho anh hay sao? Tình bạn cũng quý lắm em à. Và được một người bạn gái như em, anh đã hoàn toàn thỏa mãn trong thứ tình đó. Nhưng mà anh đã yêu em, anh xin trắng trợn nói ra động từ đó, mà có lẽ em đã vừa sợ vừa chờ đợi từ lâu. Và chắc anh cũng đoán biết, tuy không biết rõ lắm, rằng em không thể bước xa hơn được nữa chứ. Quả anh thấy như vậy. Nhưng anh ngờ rằng trở lực nó ngăn cản em không là chướng ngại lớn lắm. Anh muốn biết rõ những lý do chặn ngõ, đón truông, để ta cùng nhau nghiên cứu nó ra. Không, anh không thể nào biết được tình cảm của em. Lan Chi ơi, anh đã yêu em, mà nếu anh không lầm thì em cũng đã... Không, anh lầm. Em chỉ xem anh là một người bạn tốt. Quý tức mình rồi nổi giận nói lớn. Em đừng có chối, vô ích. Về mặt ngoài thì như thế, nhưng em không thể dối lòng em và dối lòng anh. Ta nhìn mặt nhau, mắt đi thẳng vào mắt thử xem em có còn nói thầm như thế được nữa hay không với anh. Không, anh đừng cố ý gán cho em một tình cảm mà em không hề có. Có, em đã có tình cảm ấy với anh. Em đã yêu anh. Quý run rẩy cả người, la lớn lên, nhấn mạnh tiếng yêu đó và đánh nhịp nó bằng một cái đấm của nắm tay lên đùi chàng và một cái dậm chân lên gạch thật mạnh. Lan Chi cũng nổi giận, xô ghế kêu một cái rột, đứng lên hét: Anh nói bậy! Người họa sĩ si tình nhảy một cái là ra tới cửa. Chàng đóng cửa lại một cái rầm, đứng chận nơi đó và nói gần từng tiếng: Em không được đi, em phải nhìn nhận những điều anh nói. Anh mới để cho em thoát khỏi chỗ này. Thoát khỏi rồi em cũng chưa yên thân đâu. Vì lát nữa đây anh sẽ đi theo em bén gót. Anh sẽ làm khổ em đến cùng, bất cứ ở đâu, nhất là ở nhà bà cô của em. Lan Chi thả rơi mình trở xuống ghế rồi ôm mặt mà khóc òa. Nước mắt của nàng tưới tắt ngay cơn thịnh nộ của người con trai liều mạng và táo tợn. Chàng hối hận hết sức và rất xấu hổ mà đã có một tác phong du côn như vậy. Đứng nhìn bạn khóc đến run rẩy cả người, Quý xót đau vô hạn và lại càng yêu hơn con người đã làm chàng khổ và đã khổ vì chàng. Tuy nhiên chàng không dám can thiệp, chỉ đứng đó mà xót xa thôi. Lan Chi khóc, khóc rất nhiều và rất lâu. Nhưng nguồn lệ dồi dào nào cũng có hạn, nên đến một lúc kia nàng chỉ còn thổn thức thôi. Quý bước tới đứng sát bên cạnh bạn, lặng nhìn đầu và lưng khơm của nàng chốc chốc bị những cái tấm tức tấm tưởi đẩy dội lên. Dây lâu chàng quỳ gối trên gạch và ngước mắt lên nói nho nhỏ: Lan Chi ơi, tha lỗi cho anh nhé. Lan Chi ngồi thẳng lên, rút khăn tay lau mắt và nói: Anh đã làm phiền em nhiều lần rồi, giờ anh lại còn làm khổ em nữa. Anh xin lỗi em, anh quá điên rồi. Nhưng điên vì em thì em cũng nên rộng lượng. Em nè, anh yêu em yêu anh, thì sao lại không dám yêu nhau? Lan Chi nhẹ đặt một bàn tay lên tóc Quý rồi lại khóc. Lần này nàng chỉ khóc thúc thích thôi. Quý cầm lấy tay nàng và nói: Em ơi, anh đã tìm được một người bạn của đời anh. Nếu em hất hủi anh thì anh phải chết, chứ không sống sót lại được với mối tình khôn thỏa này. Lan Chi khóc mùi mẫn, cúi xuống hôn lên tóc bạn rồi nói: Anh, ngày sau dầu có thế nào, anh cũng nên nhớ cho rằng trong giây phút này đây, em đã yêu anh. Và cái hôn này là một cái hôn thật, từ đáy lòng em muốn như vậy. Em, tại sao em lại nói mấy tiếng ngày sau dù có thế nào, làm cho anh lo sợ hết sức? Chàng vừa nói vừa siết chặt tay bạn lại và đưa nó lên môi chàng. Bỗng Lan Chi giật tay lại thình lình, đứng lên mà rằng: Không, xin anh đứng đắn. Quý ngạc nhiên lắm và thất vọng. Chàng té ngồi lên gạch mà ấp úng: Sao? Sao em lại có phản ứng bất ngờ như vậy? Em đã ngây dại, tự quên mình trong một giây. Không, đã hết rồi. Trời ơi, Lan Chi ơi, em cứ dẫn dắt anh ngày một đi tới thêm một bước, rồi bỏ rơi anh một cách đột ngột. Sao em tàn nhẫn quá vậy? Em đã quên mình, em hối hận lắm. Nhưng đã hết rồi, xin anh biết cho. Mặt Lan Chi lộ vẻ sợ hãi trông thấy. Khi nãy bị nhốt trong nhà, nàng không tỏ ra hoảng hốt chút nào. Nhưng giờ thì sự kinh khủng nơi nàng thật là rõ rệt. Nàng sợ chính lòng nàng, chứ không phải sợ người con trai liều lĩnh. Em Lan Chi, em nỡ nào? Không, anh phải tự mãn với tình bạn giữa đôi ta. Nhưng tình bạn ấy từ đây cũng phải hạn chế, chứ không còn được thân mật như trước nữa. Em không thể đến đây được nữa.
Trời ơi, vậy là chết anh rồi. Anh là một người nguy hiểm. Anh đã xin lỗi em và cắt nghĩa hành động ngông cuồng của anh hồi nãy. Anh chỉ làm thế trong phút điên trí thôi, chứ rồi con người biết điều của anh cũng sẽ thắng. Không phải vì lẽ đó, khi nãy anh đóng cửa em có sợ anh đâu. Nhưng anh si mê một cách dại dột vì một mối tình mà em quả quyết rằng không thể được, thì anh có thể làm liều. Em đoán trước sau được những gì sẽ xảy ra để mà đề phòng. Anh lại có thể vì sự đeo đuổi dai dẳng em mà đẩy em vào những nẻo em không muốn đi. Em, hay là anh bằng lòng với tình bạn, không dám đòi hỏi vãn sinh gì nữa, miễn là thỉnh thoảng em đến đây thăm anh như trước. Đã trễ quá rồi, em đã sợ anh rồi. Nhưng em không làm bức quá đâu. Có điều là anh phải chịu những điều kiện sau đây, không thì mất cả. Xin em trình bày thử điều kiện của em. Em cho anh biết sở của em làm việc. Khi nào tưởng nhớ đến em, anh tới đó, đứng xa mà nhìn em, lúc em tới sở và lúc em ra về. Nhưng mà anh không được lại gần để nói với em điều gì. Nếu anh bội ước làm liều thì liều đây, em sẽ làm ngược mặt lạ và mắng anh với công chúng thì anh chịu lấy. Em không hăm dọa như thế cho anh sợ đâu. Em thề quyết sẽ có thái độ đó nếu anh bội ước. Quý thở dài, nếu không nhận thì mất cả. Và mặc dầu hiệp ước bất bình đẳng rõ rệt, chàng vẫn buộc lòng phải ký tên và cam kết tôn trọng những điều khoản trong đó. Rồi sao hẳn hay. Tuy nhiên chàng vẫn cố tự vệ ở điểm then chốt. Được, nhưng ngộ em cho anh một địa chỉ giả để thoát khỏi nơi đây rồi bị dạng nữa thì sao? Nếu em bất lương như vậy thì còn đâu xứng đáng với tình yêu to lớn của anh. Giả lại, muốn thoát khỏi đây không khó lắm như anh ngỡ đâu. Một là em đủ bản lĩnh thoát thân, hai là anh không dám. Chắc chắn như vậy, anh không dám tự bôi nhọ anh. Tuy nhiên em vẫn cho thấy bảo đảm. Lan Chi nói rồi mở sắc, lấy trong đó ra tờ chứng minh nghề nghiệp của nàng. Quý đọc sơ thì biết rằng một hiệu buôn tơ lụa ở đường tự do đã nhận trong đó rằng cô Cao Thị Thu là người bán hàng của bổn hiệu. Nhưng đây là chứng minh thư cho cô Cao Thị Thu kia mà. Cao Thị Thu chính là em đó. Quý phì cười rồi nói, cô muốn bảo cô tên gì cũng được cả, nhưng chỉ có trời mới dám tin. Lan Chi lại mở sắc và lấy thẻ căn cước bọc nhựa của nàng giao cho Quý. Chàng nhìn bức ảnh thì quả đó là ảnh của Lan Chi, và đọc tên người thì cũng là Cao Thị Thu. Quý thường người ra rất lâu vì sự biến hóa bất ngờ này. Khi mà người ta yêu, người ta chẳng những ấp yêu hình ảnh người phụ nữ thương mến, mà người ta lại còn ấp yêu cả tên họ, nơi ăn chốn ở của người đó nữa. Chàng đã viết tên Lan Chi lên sách vở chàng, lên bàn viết chàng, lên gối chăn của chàng. Nhất là đã viết hai chữ dịu dàng, có nghĩa là cành lan ấy vào trí óc, vào tim chàng. Hơn thế, đã dùng mũi nhọn của lưỡi dao con chó thép già bén ngót để khắc sâu nó vào nơi ấy. Quý nhìn lại thiếu nữ đang đứng trước mặt chàng và có cảm giác rằng nàng vừa thiếu mất một cái gì. Thật là khó chịu. Nếu chàng mất hẳn Lan Chi thì nỗi buồn của chàng sẽ trọn vẹn. Nó to lớn thật, nhưng cô động lại thành một khối, rõ rệt là nỗi buồn mất bạn. Chỉ như cái trò biến hóa tên tuổi này thì không ổn chút nào. Chàng không buồn được vì nàng còn đây, nhưng vẫn không hoàn toàn vui lòng vì quả nàng đã bị sức mẻ phần nào. Tên Thu vẫn đẹp không kém tên Lan Chi chút nào, nhưng chàng đã trót khắc cốt ghi xương cái tên giả ấy thì khó lòng mà đưa tình cảm của chàng qua một cái tên khác được. Có sự hội ý, sự liên tưởng giữa tên người và hình bóng người. Hãy nghĩ đến một người nào là ta thốt thầm lên: em Kiều Vân, em Mộng Nguyệt. Hãy nghĩ đến tên Bích Thủy, Tường Vân là một gương mặt, một thân hình nổi lên trên bức màn đen của trí tưởng. Hai thứ ấy đã hỗ tương tạo nên tình cảm của ta, và hãy nói sức mẻ là tình sức mẻ. Trời ơi! Chàng kêu than, té ra từ bao lâu nay em đã ru ngủ anh bằng một cái tên giả. Dè dặn như vậy mà còn khổ với anh. Thôi, em xin phép anh và vĩnh biệt. Anh không bao giờ hết hy vọng cả. Lúc đầu số nhà của huyện buôn tơ lụa mà chàng cẩn thận ghi vào sổ tay, không nói lên gì cả. Nhưng Quý xem đi xem lại con số ấy mấy lần thì nghe hơi mừng mừng, cảm giác rằng nó gần gũi một cái gì quen thuộc lắm. Tối hôm đó, sau giờ các hiệu buôn đóng cửa nghỉ việc, chàng đi soát qua một lần thì thấy rằng quả hiệu buôn nằm đối diện với hiệu buôn đồ cổ của một người Trung Hoa. Có con trai hay lui tới chàng để trao đổi tem bưu điện, vì hai người là hai tay sưu tầm cò. Thế là đã giải quyết được một bài toán nho nhỏ. Chàng khỏi phải đứng trên vỉa hè
mà rình mỗi sáng sớm nàng đến sở, mỗi đầu hôm nàng ra về. Những ngày mưa dầm mà rình như vậy thì phải biết cái khổ đến đâu. Chưa kể cảnh sát công an, họ dòm thấy hành động kỳ lạ ấy, họ theo dõi thì phiền không biết bao nhiêu. Chàng sắm một chiếc ống dòm, rồi ngày nào cũng mang tập tem đến cho người bạn trẻ Trung Hoa xem, và gói tem cũ rời cho hắn tùy thích chọn lựa. Trong lúc hắn say với những mảnh giấy con xanh đỏ ấy, thì Quý chỉ ống dòm qua bên kia đường để ngắm người yêu đã biến thành một ảo ảnh quyền quặc, chỉ đứng xa mà trông thôi chứ không mong giới tới. Lan Chi, không, Thu. Thu không còn là cô nữ sinh đơn sơ trong bộ y phục trắng hay đen nữa. Nàng ăn mặc và điểm trang thật lộng lẫy, khiến Quý kinh ngạc khi bóng nàng xuất hiện ra trên mặt kính tròn diễn vọng của ống dòm. Chủ hiệu buôn hình như là người Trung Hoa, vì những cô bán hàng khác toàn là thiếu nữ Trung Hoa. Tất cả đều trẻ, đẹp và duyên dáng. Nhưng chỉ một mình Lan Chi, à quên, Thu, chỉ một mình Thu là được khách hàng bu quanh nhiều nhất. Nàng làm việc không hở tay, trả lời không hở miệng. Và sao mà nàng vui tươi thế, nụ cười nở mãi trên môi, chứ không nghiêm trang đến buồn hiu như lúc còn qua lại với chàng. Quý khổ nhất là mỗi khi có khách đàn ông đến, cái hiệu chỉ buôn toàn tơ lụa cho phụ nữ này thôi, nhưng lắm bà lại dẫn ông đi theo. Mặc dầu có kỳ đà bên cạnh, các ông cũng cứ lăn xả vào để hỏi thăm cô bán hàng điều này điều nọ, làm như là các ông sành tơ lụa lắm, hoặc làm như vợ các ông ngốc lắm, sắp bị cô hàng cho vào chồng đến nơi. Cứ nhìn vẻ mặt mất hồn của các ông, Quý nghi rằng cô Thu mà có đưa da trâu ra để khoe rằng đó là lụa tốt, chắc các ông cũng không ngần ngại gật đầu và xỉa tiền. Mấy thằng cha ấy thật là đáng ghét, vợ đùm con đề thì còn nước non gì nữa mà không chịu đi. Con trai nheo nhẽo như chàng mà còn bị hất hủi nữa là. Nhưng sao Thu lại cứ cười nói với mấy thằng cha ấy, và thỉnh thoảng một vài thằng nói cái gì không rõ, nàng rủ ra mà cười, khiến Quý cứ muốn nhảy qua bên ấy nện cho mấy thằng đó một trận nên thân. Thật là những tù mặt đáng ghét. Có chỗ ẩn trú, Quý vẫn thích đứng trên vỉa hè vào giấc đầu hôm, lúc hiệu buôn sắp đóng cửa vào khoảng 8 giờ. Sự hồi hộp thú vị lắm, hồi hộp ngóng trông cái giây mà người yêu ra khỏi hiệu để chống lại sự thèm khát chạy theo nàng, sự chống cự với một sức mạnh vô hình, khó khăn và hào hứng vô cùng. Hồi hộp nhất là khi nào trông thấy một thằng trẻ đẹp tình cờ qua đó, trái tim chàng bấy giờ đập thình thịch trong lòng ngực của chàng, chờ đợi như thằng đó sẽ sáp lại gần nàng, rồi hai đứa cười cợt với nhau, đoạn dắt tay nhau mà đi đâu không rõ. Nhưng nó đi luôn, và hai người quả xa lạ với nhau, đó cũng là một phút sung sướng vô biên của chàng. Thu ra khỏi hiệu buôn thì nghiêm trang trở lại như bao giờ, một nỗi buồn nhẹ nhẹ thoáng hiện trên mặt nàng. Và luôn luôn nàng lên xe taxi để đi ngay, chứ không bao giờ chần chờ nán lại để xem cái gì cả. Rình bạn từ hiệu đồ cổ, ban đầu chàng còn làm cho gã mê cò thấy hay hay, nhưng chàng lộ tẩy quá, khiến mãi rồi hắn đâm sợ, hắn trách. Thì ít lắm anh cũng phải núp sau cái ché này, hay sau bức bình phong cẩn ốc, kẻo người ta xin nghi thì khổ cho tôi. Quý rình ngày đêm như vậy trong 2 tháng trường thì đâm chán. Mặc dầu hôm nào bận việc quá, không đến đây hành hương được, thì chàng ăn không ngon, ngủ không yên. Đã nhiều lần chàng muốn xé hiệp ước, cái hiệp ước mà chàng đã dại dột ký, lương thiện quá là dại, là thiệt thân, và cố lì lắm khi lại được việc. Cố nhiên không thể cố lì với bất cứ cô nào, nhưng Thu đã yêu chàng, đã hôn lên tóc chàng một lần, thì hành động mạnh tay một chút nàng sẽ ngã, mặc dầu trở lực nào đi nữa. Suy luận sáng suốt như thế, Quý vẫn không dám làm liều. Căn bản lương thiện, giáo dục nhà chàng, và nhất là tình yêu to lớn của chàng, ngăn chàng liều mạng như vậy. Chàng mà liều mạng thì Thu sẽ khổ không biết bao nhiêu. Chàng yêu Thu quá để có thể làm khổ nàng, nhưng không dám làm liều. Trải qua ngày tháng để xem tháng ngày qua, và để rình người một cách khả ố như thế này thì thật là vô lý. Chỉ có 2 con đường, một là hành động để được hay để mất. Cả 2 trường hợp đều tốt, được thì thích, mất thì đau, nhưng được dứt khoát với sự mơ hình tưởng bóng rất khó chịu đó. 2 là nhẫn nại chịu thua, rút lui trở về với lòng thanh thản của chàng lúc trước khi yêu. Chưa chắc gì sự thỏa mãn trong mối tình này sẽ bền vững, chưa chắc gì một cuộc đổ vỡ sẽ không xảy ra đối với con người bí mật và rắc rối tình cảm như thế. Như vậy khi vỡ mộng, chàng sẽ đau không biết bao nhiêu. Chi bằng chấm dứt nơi đây cuộc yêu đương không thể được này, niềm ái ân phù du chỉ một cái hôn lên tóc thôi, mà được thâu ngắn thì nỗi tiếc thương sẽ kéo dài vô tận. Trọn đời chàng, chàng sẽ ấp ủ giấc mơ thần tiên này,
chàng sẽ sung sướng mãi mãi với một phút yêu đương ngắn ngủi ấy mà dư hương, dư vị mong manh không bao giờ phai cả. Đúng 2 tháng 8 ngày thì Quý bỏ cuộc, không léo hánh đến đường tự do nữa. Quý thò tay vào lỗ ghi xe, đặt lên tấm bản đồ một tờ giấy 100 và 2 đồng bạc lẻ, rồi chỉ vào con số bìa thuộc hàng ghế chót của dãy ghế giữa rạp. Cô bán vé lẹ tay như chớp, máy móc đánh 2 chữ X vào 2 ô trống, rồi lẹ hơn nữa, cô ta xé liền 2 vé lật úp lại, toàn ghi số ghế lên đó. Xin lỗi, 1 vé thôi. Cô ấy khựng lại 1 giây, ngước lên nhìn chàng một cái rồi mỉm cười. Cô nói: cũng lại ông nữa, mà tôi cũng ngốc lắm. Nếu muốn lấy 2 vé, ông đã đưa 4 đồng bạc lẻ. Lần này là lần thứ 26 mà cô bán vé của rạp cine này xé vé lầm như vậy, và lần nào cô ta cũng ngước lên nhìn người khán giả kỳ dị nhất thủ đô ấy. Đi xem chiếu bóng suốt đêm, không ai đi một mình cả. Thường thì người ta đi 1 nam 1 nữ, tệ lắm cũng cặp với 1 đực rửa khác. Chứ có đâu lại đơn thân độc mã như thế này. Cô ấy quá quen tay xé vé cặp mà không bao giờ lầm hết, nên cứ xé 2 vé 1 lượt, quên nghĩ đến một kẻ lẻ loi. Cô bán vé tò mò quan sát thêm người khán giả cu ki này mà cô ta đã biết mặt ở mấy lần xé lầm buổi đầu. Quý vội vã lấy vé và tiền thối rồi xây lưng đi lẹ, như là sợ cô ta đọc được trên mặt chàng tâm tư thầm kín của chàng. Khi qua khỏi hàng rào sắt, bước lên mấy bậc thang, Quý bỗng cảm nghe có cái gì lạ lắm nơi lòng chàng, khiến chàng rất khó chịu vì không biết cái ấy thuộc loại nào. Nỗi khó chịu đó đuổi theo chàng mãi cho đến lúc chàng ngồi lại xong mà vẫn còn nghe không an lòng được. Quý rất ưa hàng ghế chót trên cao hết, ngồi trên đỉnh đầu gần chạm trần rạp. Chàng ít bị ai quấy rầy vì ít khi rạp đầy nhóc vào suốt đêm. Ở đó mà nhìn xuống thì lại được quan sát tất cả mọi kiểu mẫu người, việc mà vì nghề nghiệp chàng rất thích làm. Thỉnh thoảng chàng mới bị một cặp nhân tình làm rộn chàng, vì họ cũng tìm đến nơi vắng vẻ mà chàng trú ẩn để thông thả mà rù rì với nhau. 2 tiếng nhân tình bỗng giúp chàng tìm được tính chất khó chịu của chàng khi nãy. Khi nãy chàng đã cảm thông được với cô bán vé về nỗi cô độc của chàng. Cô ta âm thầm nghĩ như vậy. Chàng ngầm hiểu được cô ta nghĩ như vậy, nên bỗng dưng chàng cảm thấy mình cô độc. Tình trạng chàng mà chàng đã phải chịu từ lâu mà không nghĩ đến, giờ mới nhận thức được nhờ sự gợi ý câm lặng của cô kia. Giờ thì chàng chỉ còn buồn thôi chứ hết khó chịu nữa rồi, vì đã tìm ra duyên cớ của tình cảm lén lúc ấy. Chàng đưa mắt nhìn xuống nhân gian dưới kia như một vị tiên đứng trên núi để nhìn trần. Hàng ghế nào cũng do đồng số nam và nữ chiếm. Chỉ có đêm hôm nay chàng mới nhận ra điều ấy, và bây giờ chàng mới sực nhớ rằng dạo trước, khi chưa tìm cách ngồi trên đỉnh, hàng ghế nào ở dưới kia mà có mặt chàng là rạp thiệt mất 1 vé. Số là chàng đã vô tình phá đám thiên hạ, làm cho lẻ ghế của người ta. Bỗng dưới kia 2 cái đầu giao vào nhau, Quý trông thấy cảnh ấy lấy làm đau cho sự cô đơn của mình, rồi tủi thân hết sức. Chàng đứng lên do dự giây lát, đoạn bước xuống ra ngoài hành lang rồi ra khỏi rạp luôn. Ra tới đường, Quý càng nghe quạnh hiu hơn. Từ ngày xa thu, chàng sống đơn chiếc như vậy, và nỗi buồn về đêm của chàng không người bạn trai nào an ủi được cả. Chàng đoán thấy nhiều bí mật trong đời Thu, và càng mê Thu hơn vì thích khám phá những bí mật đầy quyến rũ đó. Nhưng chàng cũng thoáng thấy rằng mối tình của chàng sẽ đổ vỡ sau cuộc khám phá, và như vậy chàng sẽ phải đau lắm. Nên chi chàng đã nhất quyết thâu ngắn cuộc ái ân, để cho nỗi tiếc thương Thu kéo dài được mãi, cho đến ngày chàng đầu bạc răng long. Chàng sẽ ấp yêu dĩ vãng, sống với mớ kỷ niệm của 3 tháng gần Thu, sống với hình bóng Thu, tưởng tượng như họ còn gian díu nhau y hệt như ngày cuối cùng mà Thu đã hôn chàng. Mối tình giữa Thu và chàng sẽ trường cửu biết bao, và đó là con trăng không bao giờ tà, đóa hoa không bao giờ tàn vậy. Quý đi bộ lang thang trên một thoi đường, rồi nhảy lên một chiếc taxi bảo chạy vô Đa Cao. Đinh ninh rằng về nhà chắc phải nằm hút thuốc sáng đêm đến rang cả phổi. Chàng định tới cái phòng trà của ngoại ô ấy, phòng trà Tứ Sơn mà chàng thích đến, vì ở đó không ai biết chàng cả. Quý bao giờ cũng chỉ vào cái phòng trà ấy thôi. Nếu chàng có muốn giải trí bằng lối đó, những nơi khác họ biết chàng, rồi đôi khi cao hứng họ ca tặng chàng một bản nhạc, rồi nghe lời tặng. Thính giả quay lại nhìn người cảm tình, kẻ mỉa mai quán ghét, khiến chàng sợ hãi quá sức.
Vén bức màn đỏ che cửa ngoài lên, Quý đưa mắt tìm một xó hẻo lánh đặng ẩn thân, thì bỗng bắt gặp bốn thằng bạn đang vầy bàn ở sau cùng hết, tức là ở sát cửa vào. Ê, ngồi luôn đây bồ. Quý lặng lẽ ngồi xuống, không bắt tay ai cả, vì họ quen nhau quá sức thân. Bọn này chắc cũng mới vào, mới ngồi lại, nên trước mặt chúng chưa có món uống nào cả. Một cô ca sĩ mà chàng biết mặt và quen tên, cô Mỹ Từ, có vẻ có quyền hành ở đây, từ phía bục nhạc đi ra quầy tiền để nói gì với thu ngân viên không rõ. Cô ta chợt thấy mặt một thằng quen trong bọn họ, nên nhìn nó mà cười. Nó cười đáp và nói: Cô chủ nè, xin giới thiệu với cô họa sĩ Đằng Phương. Quầy thâu tiền đặt cách bàn họ chỉ độ hai thước thôi, và thằng ấy nói to muốn bể trà thất lận. Thế mà cô chủ không nghe, tuy nhiên cô vẫn cứ cười như là câu chuyện của nó hay lắm. Và giây lát sau, cô ta bước qua đó vì xã giao. Quý rất sung sướng mà thấy cô ta không nghe câu giới thiệu, thế là thoát. Và ở đây vẫn cứ không ai biết chàng cả, nhưng chàng cũng sung sướng vì lẽ khác. Từ thuở giờ chàng đã khổ nhiều lần vì bị thằng bạn ấy giới thiệu với những người không cần biết chàng. Tội nghiệp, nó thích chàng lắm, và ngỡ cả thế gian ai cũng đồng sở thích với nó, và cứ giới thiệu tưới lên. Trong nhiều bữa tiệc, chàng bị nó giới thiệu như vậy với nhiều phụ nữ xinh đẹp, và họ đã ngơ ngác nhìn chàng vì cái tên của chàng không nói lên được ý gì trong trí họ cả. Những dịp ấy chàng tủi thân hết sức. Người đời và những cô gái đẹp không cần cốc gì văn nghệ mà cũng cứ giàu sang được và đẹp như thường. Và mặc dầu đã nổi tiếng, chàng thường bị họ xem như là một thứ trái cây bên Nam Dương quần đảo mới được nhập cảng. Tên trái cây nghe lạ quắc. Chàng đã năn nỉ nó đừng có tạo dịp cho chàng phải chịu khổ như vậy nữa, nhưng chứng nào vẫn tật nấy. Và lần này nó lại lôi tên chàng lên đoạn đầu đài. Nó lặp lại: Cô chủ nè, xin giới thiệu với cô họa sĩ Đằng Phương. Cô ấy hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười đưa tay cho chàng bắt và hỏi: Có phải Đằng Phương tác giả bức tranh Mối Tình Cặn hay không? Thằng mắt dịch mừng rỡ xác nhận: Chính nó đấy. Cô ấy ngồi lại với họ không biết bao lâu, vì Quý bận tuổi thân dây đi nơi khác. Có mỗi một lần không bị một mỹ nhân yêu văn nghệ ngơ ngác tròn xoe mắt mà nhìn chàng như nhìn con quái vật lạ, không biết trời sanh ra để làm gì, thì lần ấy chàng lại bị mặc cảm, không dám nhìn cô ca sĩ chủ nhân. Hôm ấy đầu chàng bù như bùi nhùi, râu 5 ngày chưa cạo, y phục 3 ngày chưa thay, và bơ phờ hốc hác vì những đêm dài nhớ thu không ngủ được. Cô ấy khi nãy đang ngạc nhiên, có lẽ cô ta ấy làm lạ sao mặt con người cô tưởng tượng khác lại lụm thụm đến thế. Bị mặc cảm, chàng dây đi nơi khác, không dám nói chuyện với người đẹp như mấy thằng kia. Và chính kể từ lúc dây đi ấy mà chàng nghĩ vẩn vơ, không rõ khách bàn của họ ngồi đó được bao lâu. Quý bật cười khan một mình, thật là mỉa mai cho số phận. Trong đời chàng y như là hễ lần nào chàng gặp một phụ nữ biết hoặc thích hoạt động của chàng, thì luôn luôn có một trở ngại nào nó ngăn chàng làm quen hoặc quen thân với họ. Mà ác lắm là chàng chỉ thích phụ nữ loại đó thôi, không thích giao thiệp với loại khác bao giờ cả. Còn nhớ cách đây hơn 2 năm, ngày gặp gỡ Thu, chàng đã hồi hộp hết sức mà rình xem có một biến cố nho nhỏ gì nó phải luôn luôn xảy ra để ngăn chàng quen nhiều với cô gái thích văn nghệ ấy như bao lần khác hay không. Đó là định mạng, chàng chưa tránh được bao giờ. Nhưng may quá, lần ấy không có gì xảy ra. Hay có, đó là mối tình giữa hai người. Thu là cô gái yêu văn nghệ độc nhất trên đời mà chàng yêu và không gặp chướng ngại. Nhưng mà rồi cũng chẳng được. Mặc cảm hôm nay giúp chàng thấy rõ điểm đó, và bỗng nhiên Thu trở nên quý báu vô ngần, như là một viên ngọc hiếm hoi, không sao tìm được viên thứ nhì. Lòng Quý xôn xao kỳ lạ, chàng muốn đứng lên chạy bay đi tìm Thu. Thu mà có hất hủi chàng, chàng cũng mặc, dám lạy lục Thu để khỏi cô đơn. Thu đẹp lắm kia, đẹp hơn cả cô ca sĩ xinh đẹp này. Bất giác chàng quay lại nhìn người chủ nhân biến thành khách của họ để mà so sánh. Và cũng vừa đúng lúc ấy, người đẹp đã đứng dậy và đang xây lưng rời chỗ đó. Chàng chỉ trông được cái lưng eo của cô ấy trong ánh đèn mờ mà thôi. Đó là hình ảnh cuối cùng của Thu mà chàng còn giữ trong trí. Hôm ấy vào hồi 10 giờ sáng, Thu cũng đã xây lưng lại rồi bước ra khỏi cửa. Thu không sành ăn diện lắm như những cô ca sĩ, nên chi cái lưng eo của nàng là cái eo thiên tạo. Chàng nhớ rõ đã nghe Thu khóc lúc xây lưng mà đi, và lòng chàng đã quặn đau như ai nắm ngũ tạng của chàng mà vặn. Lòng Quý xôn xao kỳ lạ, chàng muốn chạy bay đi, nhưng nghĩ lại vô lý hết sức. Từ 2 năm nay, cứ đến ngày 9 tháng 4,
Ngày họ gặp nhau là chàng viết cho Thu một bức thơ thăm hỏi để kỷ niệm ngày quan trọng ấy. Chỉ có thế thôi, chứ chàng tuyệt đối tránh đến sở Thu. Khi nào bắt buộc phải đi ngang qua sở Thu làm việc thì chàng đi thật mau và nhìn qua phía đối diện. Thế mà nay lại muốn. Mặc dầu vậy, Quý cũng đứng lên vì chàng nghe bức rứt quá, không thấy ngồi yên được. Trà thất nằm tại góc đại lộ Đinh Tiên Hoàng và hông nhà đưa ra một con phố vắng hoe, phố Tự Đức. Vách hông được thay bằng mảnh sắt và phủ màn. Bây giờ thính giả nhiều người hút thuốc quá nên khói xanh cả phòng trà, làm cho Quý ngợp thở. Chàng bước lại sát mảnh sắt, dở màn lên để cầu cứu với gió bên ngoài và để cảnh lặng của con phố vắng làm êm dịu lòng chàng phần nào. Nhìn ánh đèn đường vàng khè, Quý thấy trong ấy cái lưng ông của cô chủ trà thất, rồi hình ảnh còn mới ràng ràng đó lại một hình ảnh khác chồng lên, cái lưng kiến vàng của Thu. Nhớ quá, nhớ chết đi được lận. Ngày thường chàng vẫn nhớ Thu từng giờ từng buổi, nhưng chưa bao giờ bứt rứt bằng đêm nay. Mà nhiều điều kiện khách quan đã nhắc nhở đến Thu, nhất là nhắc nhở cho chàng nhớ lại rằng số chàng chỉ phải yêu Thu thôi, chứ không mong tìm nơi kẻ khác một tâm hồn bạn được. Cái nhớ của ngày thường là nỗi tiếc thương nhẹ nhẹ của một người bạn tình mà chàng xem như đã chết rồi. Thứ tình cảm dễ chịu ấy chính là chàng đã cố tạo ra khi dứt với Thu và đã được thỏa mãn. Nhưng nỗi nhớ đêm nay là sự háo hức cuồng loạn của một con người mà trong lòng một ý muốn như đang bị đun sôi lên. Xỏ năm ngón tay vào lỗ lưới sắt, chàng co mạnh những ngón mềm chỉ quen cầm bút cầm cọ của chàng lại, muốn bóp nát ngứa vật cứng ấy cho đã cái cơn dục vọng của chàng. Không thôi chàng sẽ đâm đầu ra đường để chạy đi tìm Thu mất. Lưới sắt nhuyễn sợi cắn vào thịt chàng đau như bị tra tấn, nhưng sự đau đớn thình lình không còn nghe nữa, và Quý không nghe cả đến sự đang có đang sống của chàng. Tất cả thần trí chàng đều đổ dồn vào một ảo ảnh, mà không, không phải một ảo ảnh, đó là một sự xuất hiện. Thu, rõ ràng là Thu, chàng không sao lầm lẫn được với các cô gái khác. Quý đứng chết sững trong mấy mươi giây rồi hành động theo lòng bồn chồn của chàng. Chàng giật năm ngón tay ra thật mạnh và thật lẹ, rồi giục nhảy ra ngoài quên khóa tấm màn. Bây giờ Quý như con cá mắc lưới, hoảng hốt cố nhoi mình tới, và càng nhoi lưới càng căng thẳng thêm. Chàng loay hoay với tấm vải đỏ đó trông rất buồn cười, và nếu không có bạn hữu chàng làm cho người ta khỏi nghi thì chắc chắn thiên hạ đã đổ xô ra để bắt một kẻ gian đang cố tẩu thoát. Khi con cá thoát khỏi lưới, nó đâm bổ ra vỉa hè. Bây giờ gió mát bên ngoài làm cho nó nguội bớt dục vọng đang sôi sùng sục nơi lòng nó, và lý trí của nó mới có dịp lấp ló để can thiệp vào nhiệt tình của nó. Thật là ngỡ ngàng, nếu nàng làm ngơ giả đò không biết mình là ai, mình sẽ tủi thân biết bao mà bị một gáo nước lạnh như vậy gọi lên đầu. Hay tệ hơn, nàng sẽ mắng cho mình một trận, rồi thiên hạ ngỡ mình tán gái không nên thân, thì lại phải xấu hổ đến không dám nhìn mặt mấy thằng ngồi trong kia. Thế nào chúng nó cũng dòm theo để rình xem mình làm cái trò gì mà chạy như dông như gió ấy. Chàng chậm bước lại như người chậm rãi đi dạo mát, cố nhìn đây nhìn đó để tránh bị Thu bắt gặp. Chàng đang chĩa hai tia mắt vào nàng, nhưng không thể được. Chàng đang ăn tươi nuốt sống Thu bằng mắt, và những bước của chàng không ăn khớp với nhịp tim, nhịp ý của chàng chút nào, khiến chàng khó chịu quá, phải chống trả với một sức mạnh vô hình nó đang từ sau lưng chàng xô chàng tới. Quý lo sợ Thu không trông thấy chàng. Nếu trường hợp đó xảy ra thì thật chàng không biết phải hành động làm sao cho tự ái khỏi bị thương. Nhưng Thu đã thấy, nàng thình lình dừng bước lại, ngạc nhiên giây lát rồi mỉm cười gọi: "Anh." Quý chỉ nhìn đôi môi mấp máy của nàng và đoán rằng nàng gọi thế thôi, chứ hai người còn xa nhau lắm, không thể gọi khẽ mà nghe được. Quý chỉ trông đợi có bấy nhiêu đó thôi, hay chỉ trông đợi ít hơn cũng nên, chỉ trông cho Thu không làm mặt lạ để nhảy bổ đến và vồ lấy nàng. Tuy nghĩ thế chứ chàng vẫn lịch sự được, chỉ mau bước tiến đến gần người bạn cũ rồi nói như một kẻ đuối sức thì thầm: "Em." Mà quả chàng đuối sức thật. 2 năm thương nhớ, 1 tiếng đồng hồ lòng nhớ ấy bị nung nấu lên và những xúc động mạnh từ lúc vừa thoáng thấy bóng người cũ. Tất cả những thứ ấy làm hao mòn sức lực của chàng, và bây giờ chàng giống như một bong bóng cao su bị xì hơi sau nhiều hồi căng thẳng, nên không nói tiếp gì được nữa. Dạ, nói gì bây giờ? Thu cũng thế, còn biết nói gì với chàng bây giờ? Hỏi thăm sức khỏe nhau chăng? Không, họ đã quá quen nhau rồi, đâu có thể khách sáo với nhau được. Nói lên nỗi niềm nhớ thương của chàng chăng?
Không, tự ái không cho phép chàng dại dột như vậy. Còn Thu, trách móc chàng à? Không, chính nàng đã muốn có sự chia ly ấy, thì không lý gì ngày nay tái ngộ nơi đây nàng lại khóc. Quý bỗng lại nhớ đến những giọt lệ cố giấu của Thu hôm hai người chia tay với nhau. Thu quay mặt đi nơi khác, nhưng chàng nghe được mấy tiếng hít mũi nho nhỏ của nàng. Chi tiết ấy làm cho chàng muốn nói lên câu: xin lỗi em, anh đã làm cho em. Nhưng chàng nín kịp. Chưa chắc vì Thu đã đau khổ lắm mà khóc. Chẳng qua là hạt nước mắt của phụ nữ làm việc dễ dàng, chỉ có thế thôi. Em có gấp đi lắm hay không? Không anh à, nhưng anh nên đánh mặt, không thì nguy cho em. Sao lại nguy? Chồng em đi tới bây giờ. Quý bỗng nghe mặt đường mềm như bằng bún, nó sắp lún đến nơi. Trời ơi, thì ra chàng đã vĩnh viễn mất một người bạn tình mà chàng tiếp tục mơ suốt thời xa cách. Chàng đã yêu Thu quá mức, cứ sợ rồi không yêu được như lúc đầu nữa mà uổng. Nhưng trong khi trai gái Nhật ở trong trường hợp đó thì họ kéo nhau lên đỉnh núi Phú Sĩ để cùng nắm tay nhau nhảy vào miệng quả diệm sơn ấy, cho tình họ muôn thuở không phai, thì chàng nhát gan hơn, chỉ dám xa Thu thôi. Chỉ dám thâu ngắn cuộc ái ân để cho nỗi tiếc thương kéo dài đến ngày chàng mãn kiếp, để cho mối tình to lớn của chàng không bao giờ tàn với sự tồn tại miên trường của Thu nơi lòng chàng. Nhưng từ đây Thu không còn là Thu của ngày chàng si mê nữa, Thu là của người khác rồi. Thì hẳn là như vậy, chứ Thu làm sao mà chịu được cảnh cô đơn cho tới già. Nhưng thà là chàng đừng biết, trí và lòng cứ giữ nguyên vẹn hình ảnh cô gái 20 chỉ yêu riêng một mình chàng thôi. Chàng đâm ra hối hận đã muốn gặp Thu, và gặp Thu đã sắp lại gần, đã hỏi về đời nàng và đã biết về đời nàng. Tần ngờ một lúc chàng hỏi người bạn cũ: hạnh phúc chứ? Cũng khá hạnh phúc. Bỗng dưng chàng nổi ghen lên. Khá hạnh phúc không có nghĩa là nàng được yêu đơn phương, mà chính nàng cũng yêu cái thằng ấy nữa. Cái hân hạnh đó chàng vẫn được hưởng, hưởng trước thằng ấy nữa kìa, nhưng không hưởng nhiều lắm, vì Thu yêu chàng chỉ có hạn thôi, và nàng chỉ chịu thân mật với chàng có mỗi một lần thôi. Thế nó yêu thằng ấy bằng yêu mình hay yêu hắn nhiều hơn? Quý tự hỏi như vậy rồi dịu cơn giận lại, vì còn chỗ nghi vấn đó, và Thu có thể yêu chồng ít hơn yêu chàng. Giọng Thu vang lên cầu khẩn: xin anh giang ra cho, chồng em sắp đi tới kia kìa, em sẽ đến thăm anh. Mặc dầu là một gã cố lì, Quý vẫn hành động, vẫn phản ứng theo bản năng của con người có giáo dục. Chàng bước lui lên vỉa hè và nhìn xuống dưới kia, dài theo con đường Tử Đức đổ dốc xuống rạch Bông. Trên đường không có bóng người qua, thì trong hai người đàn ông đang trò chuyện trước một biệt thự kia, chắc chắn là có chồng của Thu. Anh này ắt hẳn là người tay dắt một đứa bé gái độ lên 3. Hắn nói vừa xong câu cuối cùng và đã xây lưng đi. Chắc khi ra cổng hắn cùng đi với vợ hắn, nhưng chủ nhà tiễn theo cứ nói chuyện mãi không thôi, khiến vợ hắn nghe chán tai, lững thững đi trước. Thu làm như không có gặp ai hết, cứ chậm rãi đi tới. Và khi tới đầu đường, tức khi gặp ngã ba đại lộ Đinh Tiên Hoàng, nàng dừng bước lại, không phải để đợi chồng, mà có lẽ muốn băng qua đường mà chưa băng qua được vì xe cộ quá đông. Hai cha con của anh chồng mau bước đuổi theo, và khi hắn đến gần, Quý suýt kêu lên một tiếng. Đó là Hòa, giảng nghiệm viên của trường khoa học đại học. Quý không quen với hắn, nhưng được biết hắn vì đã gặp vài lần ở vài nơi. Sau khi đổ bằng cử nhân khoa học, hắn xin trở vào đại học làm giảng nghiệm viên, người chuyên giúp các sinh viên thí nghiệm, chớ không chịu đi dạy như các ông cử khác. Hắn có tham vọng ở gần sách vở và giáo sư để tìm tòi thêm, hầu thi tiến sĩ. Hòa theo kịp vợ, ẵm con lên rồi dìu vợ băng qua đường. Quý nhìn theo họ, lòng quặn thắt đau. Nếu có kẻ nào trên đời này được diễm phúc nắm tay người con gái kiều diễm gặp tai nạn ở bến đò Rạch Miễu năm xưa, thì kẻ đó phải là người thanh niên đã xoa bóp cô ta lúc cô ta bị vập bẻ trong một đêm tăm tối kia. Thì kẻ ấy phải là người thanh niên được cô ta cúi xuống hôn lên trán, vừa hôn vừa rơi lệ sung sướng, vừa nói: ngày sau dầu có thế nào, anh cũng nên nhớ rằng trong giây phút này, cái hôn của em là cái hôn thật đó nhé. Quý nghe như mùi thơm của da thịt nàng hôm ấy còn phảng phất đâu đây, nghe như sự nồng ấm của cái hôn hôm ấy còn lưu lại nơi trán chàng, và văng vẳng đâu đây lời trách móc: đừng có trẻ con, tối nay em đến mà. Khi nào chàng năn nỉ nàng ở lại cho thật lâu. Chàng đã không thèm tìm Thu nữa, quyết thu hẹp cuộc tình duyên,
chỉ giữ bấy nhiêu ân ái ngắn ngủi ấy thôi để được tiếc thương trọn kiếp, còn hơn là đeo đuổi dò la để rồi khám phá ra những điều nó làm vỡ ảo ảnh mong manh mà chàng suy ngẫm. Nhưng vẫn không được trọn vẹn hưởng giấc mơ kéo dài từ 2 năm nay, giấc mơ thần tiên mà chàng muốn nuôi nấng trọn đời chàng. Họ đi vào con phố hẹp thẳng góc với đại lộ phía bên kia, con phố chạy dài bên hông trường tiểu học Đa Cao, cũng vẫn tên là Tự Đức. Và Quý suy luận đoán rằng họ ở gần đâu đó nên mới đi bộ như vậy. Em sẽ đến thăm anh, Quý lặp lại lời của Thu rồi cười gằn. Hừ, con bé tinh quái và xảo trá có một không hai, hễ mỗi lần gặp Quý là nó vuốt ve mình bằng vài nhượng bộ cỏn con, có vẻ ưng thuận hiến thân lắm. Và một lời hứa suông để rồi sai hẹn, em sẽ đến thăm anh, cũng như là câu tối nay em đến nhé của năm ấy. Đáng giận thật, đáng nguyền rủa con người tàn nhẫn ấy. Thà là nó đừng tỏ cảm tình gì với mình, cứ thờ ơ như lúc đầu, thì mình đâu có dại mà đi sâu vào mãi tình yêu cho đau khổ mãi thế này. Nhưng nỗi đau khổ vì không được yêu của Quý thế mà dễ chịu lắm đó. Những ngậm ngùi thương tiếc đã thơ mộng quá mấy năm xuân tươi của chàng còn thú gấp 10 bọn trai tơ mơ người trong mộng. Chỉ như cơn bình tĩnh trước sự thật phũ phàng này thì nó làm cho chàng khó chịu biết bao nhiêu. Chàng cứ nghe làm sao ấy, không thể nói ra được. Chàng nghe tâm hồn như bị một ngọn cuồng phong thổi mạnh qua, làm cho nó ngơ ngác vì bị lạc hướng. Chàng chới với trong một mớ tình cảm hỗn độn, thất vọng pha trộn với căm tức, hờn ghen, buồn không được mà vui cũng chẳng xong. Hừ, em sẽ đến thăm anh. Mặc dầu quyết quên em, anh vẫn đợi em từ 2 năm nay. Và em ơi, bây giờ thì em đã chết hẳn rồi, nơi lòng anh. Chết không trơn tru tròn trịa cho anh thờ phượng em trong hồn anh, mà lại chết để oán để thù lại nơi lòng này. Hừ, em sẽ đến thăm anh. Còn gì nữa đâu giữa em và anh. Từ đây em là kẻ xa lạ, anh chỉ còn tiếc thương giấc mộng, chứ chẳng tiếc thương em. Quý lẩm nhẩm những điều đó rồi đi thẳng trên vỉa hè đại lộ về phía thành Ông Đen. Mặc kệ mấy thằng bạn trong trà thất, chúng nó đã quen với những vụ đột biến mất của chàng rồi. Sáng hôm sau đi dạy về, Quý ghé qua nhà sách Xuân Thu và cà rà trước mấy quầy chưng sách thật lâu. Thành thử chàng về đến nhà thì đã gần 11 giờ rưỡi. Một thiếu phụ đứng với con nàng trước nhà chàng. Có lẽ nàng đến đã lâu lắm. Theo lệ ngày xưa mà chàng rời lớp là vội vàng phóng xe về đây cho bạn khỏi mỏi chân chờ ngoài cửa. Quý làm bộ không trông thấy họ, mặc dầu Thu không thay đổi tí nào, có phần đẹp hơn lúc trước chút đỉnh. Và mặc dầu có con bé mà chàng đã thấy đêm rồi với cha nó. Chàng thò chìa khóa vào lỗ khóa, mở cửa bước vào và toan đóng cửa lại ngay. Nhưng không hiểu sao chàng cứ để vậy, rồi lại ghế salon mà ngồi. Tiềm thức chàng sai khiến chàng phải sẵn sàng tiếp khách. Thiếu phụ về giặt gõ cửa chứ không tự do vào như xưa. Ai đó? Cứ vô. Khi thấy mặt người khách mà chàng không muốn tiếp ló ra nơi khung cửa, chàng hỏi: Thưa bà tìm nhà ai? Thu hớm hỉnh mỉm cười và đáp: Em tìm người anh hùng ở bến đò Rạch Miễu. Quý châu mày, thấy rằng nhắc lại chuyện xưa tức là khiêu khích, chàng đương đầu lại: Thưa bà, người đó đã quên tất cả chuyện cũ rồi và không thích nghe ai nhắc lại cả. Không ai nhắc cái gì hết, em chỉ giữ lời hứa với anh đêm rồi thôi. Hừ, lời hứa? Khỏi, tôi đã hiểu rồi. Không, anh không hiểu gì cả, bằng cớ là anh giận em. Đâu nào, mời bà ngồi, để xem tôi còn mù quáng về điều gì. Mặc dầu đêm rồi tôi đã sáng mắt ra. Thu ngồi lên ghế đẩy con tới và nói: Chào bác đi, Lan Chi. Quý thường người ra, thì ra con bé tên là Lan Chi. Và cái tên Lan Chi ấy không phải Thu đã bịa ra để gạt chàng. Có lẽ nàng yêu mến tên đó mà tiếc không mang được nó, và về sau lấy mà đặt cho con. Chào bác. Quý rất là không ưa người giảng nghiệm viên đã phỏng tay trên của chàng, và cố nhiên không ưa đứa bé này. Nhưng nó ngây dại quá, cứ tròn xoe đôi mắt mà nhìn người chủ nhà lạ mà nó chưa gặp lần nào. Đôi mắt đen láy giống hệt mẹ nó, khiến chàng không sao không cảm tình với nó được. Chàng đưa tay ra nói: Cháu, lại đây. Bé Lan Chi ngoan ngoãn bước tới bắt tay người làm quen với nó, rồi đứng gọn vào giữa hai đầu gối chàng, xoay lưng ra mà nhìn mẹ. Thu hỏi: Anh đoán tuổi Lan Chi xem. Chắc cháu lên 3. Đúng y như vậy. Và ta đã xa nhau đã 2 năm rồi. Thế nghĩa là em có cháu lên 1 lúc ta gặp nhau.
Sự thật sáng loè bỗng trong giây phút bừng chói lên trước mắt Quý, khiến chàng như bị say ánh sáng, lảo đảo muốn ngã. Thì ra chàng đã ngỡ Thu là trinh nữ và đã đặt lầm tình yêu vào một thiếu phụ đã có chồng con. Giấc mộng thần tiên của chàng bị tan vỡ hôm qua chỉ nửa chừng thôi, chính giờ đây nó mới là tan hẳn. Chàng ôm đầu câm lặng rất lâu, rồi ngẩng lên thở dài mà rằng: "Tôi xin lỗi bà, tôi đã làm cho bà khổ nhiều lắm. Nhưng xin bà biết cho, lúc ấy tôi làm thế nào biết được rằng bà đã có chồng, có con?" "Không, anh cứ xưng hô với em như xưa. Dầu sao ta cũng đã là bạn thân nhau trong một thời gian." "Cảm ơn bà, nếu bà cho phép thế thì quý hóa lắm." "Em ngỡ anh đoán mà hiểu, không về anh cứ mù quáng và quấy rầy em." "Anh mù quáng vì tình yêu em à?" "Nhưng mà muốn đoán phải có dấu hiệu gì chứ. Đằng này tuyệt nhiên anh không nắm được một yếu tố nào cả. Anh chỉ ngỡ em đã trót yêu ai. Và hôm qua này, biết một phần sự thật, anh cũng còn ngỡ rằng lúc ấy em còn con gái và chỉ mới được hòa đi hỏi thôi. Anh cũng biết hòa, biết nhưng không được quen với anh ấy, tại anh không tin ý. Chứ còn có biết bao nhiêu là dấu hiệu chứng tỏ rằng em đã có chồng. Những dấu hiệu nào? Chiếc vali chẳng hạn. Anh đã nhận thấy được rằng em có ý không muốn nhận vali, thì sao anh không suy luận để tìm nguyên do? Sự phủ nhận quyền sở hữu của em. Anh nhớ hay không, em đã yêu cầu anh đừng tiết lộ việc ta ngủ trên đảo quan hôm đó. Nhớ. Nhưng anh đoán rằng em sợ mang tiếng rồi phải ế chồng. Anh đoán cũng rất có lý, nhưng lời đoán ấy thấy là sai khi xảy ra vụ em hoang mang vì chiếc vali. Em nhận vali, thiên hạ ở ngoài nào ai biết để mà bàn ra nói vào. Sở dĩ em không muốn nhận chỉ vì sợ người nhà em biết thôi. Mà người em sợ chỉ có thể là chồng em, chứ bà cô em dầu biết em sống chung trên đảo với anh một đêm cũng chẳng sao. Số là em kể với chồng em rằng em được ghe thương hộ cứu thoát, như vậy chiếc vali hẳn là phải mất, vì cố nhiên là em giấu việc quá giang xe anh và gửi vali trên đó. Vali đã mất thì vali nào mà mang về nhà mấy hôm sau nguyên vẹn, không hề thấm nước lắm bùn gì cả. Phải, rõ ràng cũng như ban ngày, thế mà anh đã ngốc quá. Chiếc vali ấy rồi em giả đò bỏ quên trên xe taxi đấy, để phi tang. Quý cười hà hà. Anh tài xế taxi hôm ấy phát tài. Chưa hết dấu hiệu đâu, còn cái chìa khóa cửa. Ừ, cái chìa khóa. Anh cũng khá tin, đoán ngay được phần nào sự thật rằng em sống một mình. Này em, anh xin lỗi em, bắt gặp chìa khóa ấy anh đoán em sống một mình. Mà con gái xinh đẹp đến thế mà tự do sống một mình thì cô gái ấy chỉ là... Anh hồ nghi như vậy nên có ý khinh rẻ em phần nào, mặc dầu vẫn còn yêu, nên chi anh đã thô lỗ kém lịch sự lúc bắt được cái chìa khóa. Hôm đó chồng em đi công tác ở Huế 4 ngày, em phải gửi bé Lan Chi cho người bà con ở gần đó rồi khóa cửa đi làm. Nhưng mà tại sao em lại không chịu cho anh biết sự thật? Thu làm thinh, mân mê tà áo và lâu lắm mới nói khe khẽ, mắt nhìn hai mũi giày của nàng đang châu đầu với nhau như đôi nhân tình âu yếm nhau. Vì em thấy rõ là anh hiểu lầm và yêu em nhiều lắm. Quý sực nhớ đến người chứng tí hon nên lè lưỡi rồi chỉ vào nó. Nó đưa lưng vào người chàng nên không thấy cử chỉ ấy được. Thu mỉm cười nói: "Anh đừng lo, cháu nó mới lên 3, nó sẽ quên mất hết, nếu nó thông minh có hiểu lẩm bẩm được điều gì đi nữa." "Nếu anh hiểu lầm và yêu em thì em càng nên đính chánh ngay chứ sao lại?" Sự hiểu lầm của anh vuốt ve tự ái của một thiếu phụ có chồng hơn 3 năm rồi. Em lấy chồng hồi 17 tuổi. Nàng rất sung sướng mà hay rằng mình còn trẻ đẹp và hay rằng còn được con trai si mê. Vì thế mà em để vậy để được hưởng sự ngộ nhận đó mãi. Hơn thế, một bức ảnh đẹp của ta, ta nỡ lòng nào hủy đi. Phương chi bức ảnh đẹp vẽ em nơi lòng một thanh niên nghệ sĩ như anh, em nỡ nào xóa đi bằng một lời đính chánh. Vả lại em cũng... Quý nghe sung sướng hơn cả cái lần đầu tiên và cuối cùng, cái lần độc nhất được Thu hôn lên trán. Vả lại em cũng... Chàng hiểu ngay mấy tiếng mà Thu bỏ dở, không can đảm thốt ra ấy. Em cũng yêu anh, chứ còn gì nữa mà phải hỏi lại mất công. Bao nhiêu đó đủ cho chàng lắm rồi. Và niềm đau thầm lặng từ 2 năm nay, nỗi thất vọng từ đêm rồi được bù lại, bù quá mức bằng sự sung sướng này. Thì ra Thu đã yêu chàng và vừa thú nhận tình của nàng. Bất giác chàng cúi xuống hôn lên tóc bé Lan Chi
rồi bế nó lên đặt nó ngồi trên vế chàng và hôn nó trơ trất nơi hai má nó. Chàng cắn nhẹ cổ tay bé, ngậm trong miệng chàng và hỏi: Lan Chi có thương cậu hay không? Bé Chi nhìn mẹ để hỏi ý kiến: Sao má, Lan Chi thương cậu không? Thương hay không tùy lòng con, chứ hỏi má sao được. Con không quen với cậu. À, má hiểu con rồi. Con không quen nên chưa thương, nhưng mà con muốn thương phải không? Dạ phải. Quý hăm dọa: Không thương cậu cắn một cái thì đứt thịt. Nói rồi chàng cắn nhẹ vào thịt mềm và thơm của bé, khiến bé nghe buồn buồn, nhột nhột khó chịu. Bé cười giòn lên rồi giật tay ra: Anh thì cứ thế, bắt ép tình thương của người ta mãi. Thu vừa nói vừa cười. Quý cũng cười mà rằng: Bắt ép thế mà vẫn chưa bao giờ tội nguyện. Thu đứng lên và nói với con: Lan Chi, xin phép cậu đi về đi con. Quý nhìn đồng hồ tay thì đã thấy 12 giờ rưỡi rồi, nên không dám lưu khách. Chàng hỏi nho nhỏ với người bạn cũ: Sao từ nãy giờ em lại dám nói to những điều mà em vừa nói? Em không sợ một cô ở trong buồng nghe à? Thu cười mà rằng: Em theo dõi anh từng ngày nên biết anh còn độc thân, để rồi em sẽ đến thăm anh. Cảm ơn em. Giờ thì Quý tin rằng nàng sẽ đến. Hết tập 3.